Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Con Tum mọi người nhé. Thì hôm nay em lên cho mọi người một ít pin này, ít máy các bác nhé. Hôm nay em lên cho các bác một ít pin, ít máy. Thì pin và máy thì nhà em cũng có nhiều sẵn số lượng để cho các bác lấy nhau nhé. Thì em báo ở đây thì nó còn những cái mã mà em còn nhé các bác nhé, mã mà em còn thì, để các bác lựa chọn các bác nhé. Thứ nhất là pin này, thứ hai là máy móc công cụ này. Đấy. Và các loại linh kiện đóng pin thì các bác lưu ý nha, em có linh kiện đóng pin này, có tất cả các linh kiện đóng pin các bác nhé. Đấy, từ mạch Dali, mạch nhỏ hay mạch rẻ tiền hay cái gì các bác cứ alo em nhé, có đều có hết cho các bác nhé. Rồi thì hôm nay thì em vào đầu tiên các bác nhé. Vào đầu tiên thì những cái pin ở đây thì em có rất là nhiều loại, thì em sẽ giới thiệu từng loại một cho các bác nhé, xong rồi em tới máy móc. Nay thì em đang hơi bị cảm cúm này, cái giọng em nó không có khỏe cho lắm nên các bác thông cảm nhé. Rồi thì đầu tiên thì vẫn là cái thằng này nhà em bây giờ đang bán top này, Lisen 21700. Đấy, Lisen 21700 các bác nhé. Nội trợ em bao cho các bác là 89, dung lượng bao cho các bác là 3600 3700. Đấy, bao các bác là 3600 3700 nhá, các bác yên tâm luôn. Đấy, hàng này thì em đã gọt đầu sạch sẽ. Đấy, hàng gọt đầu sạch sẽ cho các bác sẵn chơi rồi. Đấy. Đây các bác xem này, nội trợ này. Đấy, hiện tại em đang ở mưa, trong em là đang mưa lạnh nhá, chứ không phải nóng ẩm, không phải nóng như ở ngoài Bắc đâu. Đấy, trong em đang mưa lạnh nên là nội trợ có sẽ tăng cao hơn một tí, nhưng mà các bác nhìn này, nó vẫn là 87 nha các bác nhá, 87. Thì em bao ở đây là 89. Thì 9 đầu nhỏ quay đầu rồi các bác ạ, chứ không có trên 9 đầu to đâu các bác ạ. Đấy. 892, 893 là cùng đâu. Thì em cứ bao cho các bác là 89. Đấy, 87, 89. Có khi là 86 cơ. Đấy, có quả này là 9 rồi này. Đấy, như cái dòng mà nếu mà 9, 4 mấy này, khi mà em gửi đi cho các bác á, em sẽ không gửi các bác nhé, em sẽ không gửi. Cái thằng này em để em đóng sạc dự phòng. Đấy, còn đa số em sẽ gửi cho các bác là 9 nhỏ đã quay đầu thôi. 9 nhỏ quay đầu, có khi là 9 quay đầu thôi các bác. Đấy, bao là 89 nhưng mà 9 quay đầu, bởi vì mỗi cái máy nó sẽ đo, tùy cái máy nó sẽ khác nhau, chứ không có thể nào mà giống nhau được. Mà khi trước khi gửi đi ấy, em sẽ đo cho các bác lại một lần nữa thì em mới gửi đi nha các bác nhé, yên tâm một điều như thế. Rồi cái thằng này em bán cho các bác giá chỉ có 26.000 một xeo thôi, nó quá rẻ luôn các bác ạ. Thằng 21700 là xả cao 35A, thì các bác thao hồ xài máy khoan, máy mài, máy cách đó. Thằng này thì đóng là quá ngon rồi các bác ạ, cho các bác về đóng pin cho các khách này kiếm cá này, ngon lành các bác nhé. Mua thêm bộ vỏ 95.000 nữa thì các bác cứ tính đi. 260.000 và thêm một bộ vỏ 95.000, gọi là 100 đi, là chỉ có 360.000 đi. 360.000 các bác đã có vỏ mạch pin đầy đủ rồi. Đấy. Thì các bác tính đi, quá ngon luôn nhá. Rồi, tiếp theo về pin 18650 thì nhà em có rất là nhiều mã nhá. Thì lên cái mã này trước đi. Cái này là Panasonic GA các bác nhá, Panasonic GA. Thì cái thằng này á thì em sẽ bán cho các bác là, một là các bác mua lẻ như thế này, em bán lẻ xeo. Nội trợ em sẽ bao là 2122. Em sẽ bán lẻ xeo như thế này. Đấy, giá là 30.000 một xeo các bác nhá, 30.000 một xeo, hoặc là các bác có thể lấy như thế này. Một khối người ta đóng sẵn như thế này, khối dài. Đấy, khối đóng sẵn như thế này là khối dài các bác nhá. Cái thằng này thì mới, nó chưa sạc xả đâu. Đây các bác nhìn này. Đấy. Đây các bác này, nó vẫn còn nguyên cái keo 3M chưa bóc này. Đấy. Nó vào khối á, nó chưa có dùng cái gì đâu. Cái thằng này á, nó là dung lượng của nó là 10AH rồi các bác này, nguyên khối này là 10AH, còn cái thằng này dung lượng lẻ của nó là 3.500 các bác nhá. Panasonic GA này, cái này ngon lắm các bác nhá. Thằng GA này ngon lắm, nó không có tụt áp, tụt tiếng rồi, ngon. Cho các bác đóng sạc dự phòng này, xe điện này, quạt năng lượng hay là cái gì đó, tùy các bác lưu trữ cái gì tùy các bác nhá. Thằng này bởi vì nó là dòng xả thấp các bác nhá, dòng xả của nó chỉ có 10A thôi. Đóng xe điện là hợp lý lắm. Hoặc là các bác mua nguyên khối như thế này, các bác về gắn quạt xài luôn. Rồi, con này nó đã có mạch ở đây nhá các bác nhá. Lưu ý là có mạch đây này, cái mạch dài đây này. Đấy, cái mạch đây này. Đấy, các bác lưu ý nhá, nó có mạch luôn. Có mạch sạc xả luôn nhá, và sạc xả chung. Các bác chỉ cần sạc xả chung này thôi, các bác nếu mà cần sạc, các mua thêm cái sạc 3S nữa. Em có bán sạc 3S đầy đủ các loại nhá các bác nhá. Các bác cứ hỏi em là có thôi. Rồi, thằng này nó 10AH này, 12V. Đấy, 12V 6 12AH này các bác, 10AH, xin lỗi các bác. Rồi, một khối như thế này em bán cho các bác cũng là chỉ có 270.000 thôi. Còn tháo ra như thế này em cũng bán là 30.000 một xeo. Thì tùy các bác nhé. 270.000 các bác mua, các bác lợi được thêm cái mạch này. Đó, đóng sẵn luôn, không phải làm gì nữa hết. 270 các bác nhé.
Rồi tiếp theo cái thằng này cũng bán top nhà em luôn này, bán quá nhiều luôn. Sony VTC 5D các bác nhá, bao các bác là nội trợ 10 và 11 các bác nhá, 11 và 11 này quay đầu thôi chứ không có 11 lớn đâu các bác nhá, em không có bán 11 89 gì đâu, 89 em loại hết cho các bác luôn, yên tâm một điều như thế. Đấy, bởi vì á, hàng nhà em hiện tại bây giờ chỗ nhà em này nó đang mưa. Đấy, mưa nồm các bác nhá, mưa nồm nên nó lạnh, nội trợ chắc chắn pin sẽ nhích nhẹ một xíu, nó nhích nhẹ thôi. Yên tâm là như thế, em và em vẫn bao cho các bác là 10 11. Đấy, 11 8 này. Nó chỉ có từ 11 11 8 11 8 11 đầu nhỏ các nhá. 11 nhỏ quay đầu. Bao các bác 11 nhỏ quay đầu. Đấy, bao các bác 11 nhỏ quay đầu nha các bác nhá. Đây. Thì cái thằng này là Sony VTC 5D các bác nhá. Sony VTC 5D 18650. Thằng này dung lượng của nó là 2600. Đấy, bao các bác là bao trên 2600 đấy. Em test thì nó trên 2600, cắt về 2 vun rưỡi là trên 2600 đấy, nhưng em bao các bác 2600 thôi. Đấy. Dòng xả của nó 35A. Đấy, thằng này siêu xả rồi. Đấy, thằng này quá đẹp luôn. Sony này quá đẹp luôn rồi. Dung lượng ngon, nội trợ ngon, các bác đóng khối thì quá ok luôn. Thằng này bán cho các bác giá là 35.000 một xeo lẻ các bác nhá. Các bác mua xỉ giá cực tốt nhá. Cái này mua xỉ giá cực tốt, các bác nào có nhu cầu lấy alo nhá. Đấy. 35.000 một xeo các bác nhá. 10 xeo cũng thế, mà các bác mua xỉ là em bán xỉ là từ 100 xeo nhá. Còn các bác mà mua lẻ thì lưu ý nhá, nhà em bán hàng là trên 100.000 là đi đơn nhá. Cứ đơn trên 100.000 là đi đơn, không cần biết các bác mua bao nhiêu xeo, 3 xeo cũng đi. Đấy, chứ không cả nhiều bác cứ phải hỏi lăn tăn là 3 xeo có đi đơn hay không, cứ trên đơn nào cũng vậy, cứ trên 100.000 là em sẽ đi đơn cho các bác nhá. Đấy, các bác yên tâm là như thế. Đấy. Rồi tiếp theo. Cái xeo này là xeo Bros này, mới chưa qua xả các bác nhá. Mới nha, chưa hàn đầu. Thằng này nó giống y như Sony VTC 6A nhưng mà không phải. Đấy, thằng này dung lượng của nó chỉ có 3.000 thôi. Dòng xả của nó 35A, bao xả tất cả các loại máy luôn, chiến bao máy luôn, nó xả được cả đi sân thì các bác biết rồi. Xả được cả máy hút bụi đi sân thì các bác biết rồi nhá. Thằng này trong máy hút bụi đi sân nó đang đóng thằng này này. Đấy, nội trợ em bao các bác nội trợ 10. Đấy, dung lượng 3.000, dòng xả 35A, mới chưa qua sạc xả, bán chỉ có 23.000 một xeo thôi. Lưu ý đây là xeo 21700. Thì các bác tính đi 230.000 10 xeo. Thêm một bộ vỏ 100.000 nữa là các bác đã có loại 6A ngon lành như cành đào luôn nhá. Mới chưa qua sạc xả, bền, ngon lành. Cái này thì em đóng các bác này, nhiều bác kêu ngon, ok, dòng xả nó cao. Đấy, các bác lấy alo nhá. Các bác có thể mua của trực tiếp từ em. Đấy, các bác có thể mua trực tiếp từ em của số điện thoại của em, hoặc là các bác có thể kích xuống dưới lấy lên Zalo các bác alo nhá. Rồi, tiếp theo em lên cho các bác này. Con này là con 40T3. Samsung 40T3 các bác nhá. Đấy, cái thằng này nó cắt rồi, thằng kia chưa cắt nên là em để lại. Thằng kia em sẽ cắt hết cho các bác nhá. Lưu ý là khi gửi đi em sẽ cắt đầu, gọt đầu hết cho các bác nhá. Samsung 40T3 các bác nhá, 21700, dung lượng của nó 10. À chứ, nội trợ của nó 10. Dung lượng em bao cho các bác là dung lượng của nó là 3.800 đổ lên các bác nhá. 3.800 đổ lên cho các bác yên tâm luôn. Đấy. Cái này thì thằng này em đang bán cho các bác giá 40.000 một xeo nhá. Thằng này ngon nhá các bác nhá. 40.000 một xeo thôi. Em còn có ít thôi, hoặc là em để đóng khối cho các bác luôn. Đấy, nội trợ 10 các bác nhá. Rồi, thằng này là 40.000 một xeo, Samsung 40T3. Ngoài ra thì các bác có thể là dùng đèn pin này, em lưu ý này. Các bác mua dùng đèn pin, đèn đội đầu ấy, hay là vật muỗi, các loại khác nữa này thì các bác có thể dùng cái này nhá. Đây, các bác có thể dùng thằng này. Đấy, nội trợ em bao cho các bác 21-22 thôi. Đấy. Samsung 29E hiện tại đang có những shop bán là tôi nội trợ lên tới 26-27 cơ. Này em bao có bác 22 thôi. Đấy. Cái thằng này ạ thì là dung lượng của nó là 2.900 các bác nhá, dung lượng 2.900, nội trợ là 22. Thì thằng này hiện tại thì nó là tháo khối nhá các bác nhá. Đây là tháo khối, đang chưa hàn đầu này. Chưa hàn một đầu các bác nhá. Một đầu đã hàn rồi. Thì thằng này hiện tại nó là tháo khối nên em bao cho các bác dung lượng là 2.750 các bác nhá. 2.750 các bác dùng đèn đội đầu này, xe điện này, các loại khác này, giá 26.000 một xeo. 29 này nhà em bán chạy này. 29 này là bán ngon. 18650 các bác nhá. Đấy, 18650. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là quả siêu xả VX40 này các bác này. Sony VX40 nhá. Đấy, ở đâu bán như nào thì mặc kệ các bác nhá, em bán cho các bác. Cái giá này thì các bác yên tâm một điều là bao chất lượng cho các bác nhá. Em bao chất lượng nhá, mã QR này. Đấy, và bao là đầu đẹp các bác nhá, bao đầu đẹp nhá.
Và các bác nào có muốn đóng cái loại này mà đóng siêu xả thì quá ngon luôn. Em bao nội chở 4 đổ về các bác nhé, 4 đổ về. Bao các bác là nội chở 4 đổ về bởi vì nó siêu xả mà. Xeo này nó chất lượng nó quá cao luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Rồi, cái thằng này thì em sẽ bán cho các bác giá này. Dung lượng của nó thì hiện tại đang còn là 3.800, 3.850. Nội chở của nó là 4. Đấy, dòng xả của nó là 80A liên tục các bác nhé. Xả 80A, siêu xả luôn. Đóng flycam này, đóng máy khoan, máy mài, máy cắt thì những cái ấy thì quá ngon luôn. Bởi vì cái loại này, cái seal này rất là bền. Bền lắm các bác ạ, nó không bị nóng pin, nó bền lắm. Thằng này em bán cho các bác giá là một seal này 55.000 các bác nhé. Nội chở 4, 55.000 một seal. Bác nào có nhu cầu lấy alo nhé. 55.000 một seal thôi các bác ạ. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo em lên cho các bác một loại nữa. Đây là pin 26650. Đấy, 26650 pin sắt 3V2 nha các bác. Chuyên đóng bình đề xe máy. Tí nữa em sẽ review cái bình đề xe máy cho các bác xem. Chuyên đóng bình đề xe máy này, lưu trữ hay là đèn điếc thì năng lượng rồi các bác xài cái này được hết nhé. Dung lượng của nó 3.000. Đấy, dòng xả của nó 30A, tức thời là 60A. Bao đề xe máy các bác nhé. Bao ngon luôn. Rồi, thằng này em bán 40.000 một xeo Sony 26650. Xeo này pin là pin pin sắt 3V2. Rồi, tiếp theo là cái pin này thì các bác không lạ gì cái pin này nữa rồi. Cái pin tím này em bán quá nhiều luôn rồi. Trong tuần này em nói thật với các bác này em bán 3-4.000 rồi. Đấy, đợt này thì xin thưa với các bác nhé. Xin thưa với các bác luôn. Tất cả những cái xeo pin tím này mà tuần ra thị trường nhá, là từ đầu em mà ra. Đấy, từ đầu em mà ra các bác nhá. Lưu ý nhá. Đấy, thì tất cả những cái loại này này. Đấy, Trung Quốc nó thanh lý một lô. Cái này là xe nâng điện nhé. Cái này là ở trong cái xe nâng điện. Và lưu ý nhé, cái hàng này ạ, thì là nó xài nó bấm kẽm rất là dày. Đấy, bấm kẽm rất là dày. Dung lượng của nó cực kỳ cao luôn. Đấy, hàng tháo khối rồi. Dung lượng nó cực kỳ cao các nhá. Dung lượng của nó 6.000, dòng xả 90A, 15C. Các bác biết rồi, thằng này xả cực kỳ cao luôn. Đóng xe điện này hay là đóng cái gì các bác cũng ngon. Đóng xe điện nó sẽ không bị đuối xe và nó nhẹ xe. Các bác nào muốn đóng xe điện bằng cái này thì cứ alo em nhé. Em có khung đầy đủ các bác nhé. Đóng cái này phải đóng khung liếc đầy đủ các bác ạ. Đấy, nội trợ em sẽ bao các bác là 3-4 cho các bác ok luôn. Quá ok luôn. 26980 các bác nhé. 26 này, 980 có nghĩa là 9/8. Chiều chu vi này là 2/6. Đấy, thì nó sẽ dùng chung cái khung kẽm của 26650. Rồi, thằng này có giá là 40.000 một xeo các bác nhé. 40.000 một xeo, bán lẻ. Quá ngon luôn. Và một khối như thế này 18 xeo. Một khối như thế này là 18 xeo các bác nhá. Một khối như thế này là 18 xeo. Em bán cho các bác nguyên cái này, nó là kẽm này, nó là kẽm 0.4 chứ đừng có nói 0.3, 0.4, 0.5 luôn các bác. Nó dày cực kỳ dày luôn, cái kẽm này nó cực kỳ dày luôn, kẽm đồng nhá. Nguyên miếng đồng nhá. Đấy, các bác tháo hai cái miếng đồng này ra bán được 20.000. Hai cái miếng đồng hai bên này tháo ra bán được 20.000. Các bác mua lẻ kia thì em sẽ tháo ra. Đấy, em sẽ tháo. Còn các bác nào mà muốn mua cả cái khối này, em sẽ bán giá là 700.000, 18 xeo các bác nhá. Dung lượng thực luôn nhá, là được 108A. Đấy, cả cái khung này cho các bác luôn. Các bác mua 3 khối như thế này, các bác về ghép lại được 12V, ngon lành luôn. Đấy. Các bác mua bao nhiêu thì cứ báo em nhá. Khách em toàn lấy có 20-30 khối lần rồi. Lấy ít lắm. Rồi, cái này thì các bác lấy 1-2 khối thì em cũng vẫn ship nhá. Các bác nào có nhu cầu alo nhá. Cái này giá là 700.000 một khối các bác ạ, 18 xeo. Bác nào có nhu cầu alo. Rồi, tiếp theo nha các bác nhá. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác một số cái mặt hàng như là máy móc công cụ và một số pin đóng này. Các cái mạch, đấy, các cái mạch hiện tại em còn thì bán hết cho các bác nhá, thanh lý hết cho con nhá, nhanh giải chợ nhá, giải tán chợ luôn. Rồi, đây này. Cái này này các bác này. Cái mạch này này, nó gồm có USB này, có cổng điện ra 220V này. Cái này là điện vào 12V. Đấy, điện vào 12V các bác nhá. Đấy, điện vào 12V, điện ra của nó là 220, điện ra 220 các bác nhá. Đấy, ra AC 220, vào DC 12, ra DC 220. Thì thằng này lưu ý nhá các bác, chỉ để dùng để cắm điện thoại này, bóng đèn thôi. Đấy, bởi vì công suất nó quá nhỏ đi. Nó để ở đây là công suất là 150W. Đấy, công suất 150W. Nhưng mà em nghĩ ở đây là không được. Không được các bác ạ. Đấy, thì các bác lưu ý cái này chỉ dùng cắm điện thoại này, xài đèn, bóng đèn là ngon. Đấy, mất điện là xài ok, ổn áp.
Giá em bán cho các bác giá con này nhá, 35.000 một con. 10 à 3 con. 3 con là bao nhiêu nhỉ? 3 con là 100.000, 10 con là 300.000 bao ship các bác nhá. Đấy, lưu ý như thế. Đấy. Rồi cái mặt này, cái mặt này thì các bác cũng biết rồi, cái mặt này thì các bác biết nhiều rồi. Em còn ít nữa, bán nốt cho các bác nhá. Đấy, thì các bác biết rồi, đây là cái đồng hồ báo vôn này. Đây là cái đèn này, đây là cái sạc này. Thì tính ra là em đang dự tính là em sẽ tháo hết những cái chân sạc này, những cái nút này, những cái này ra em tháo rời ra em bán, nó sẽ chắc chắn nó sẽ được nhiều tiền hơn. Bởi vì đơn giản hai cái ổ cắm này em bán cũng được 10.000. 10.000 hai cái ổ cắm này. Cái báo vôn này đơn giản đi, em bán được 20.000. Là bao nhiêu? Là 30.000. Cái USB này bán được 10.000 nữa là USB này từ 7V đến 42V là ra điện 5V nhá. 10.000 nữa là 40. Cái công tắc này và hai cái này được 10.000 nữa, cái này 10.000 nữa là đã được 50 rồi. Đấy. Rồi còn bảng này thì bán nhôm nhựa cũng được. Nên thôi em để cả ở đây đem bán cho các bác này. Giá là 35.000 một bảng. 3 bảng 100.000. 10 bảng 300 bao ship. Đấy, cái bảng này không có dây các bác nhá. Lưu ý là không có dây, là các bác phải tự câu dây các bác nhá. Đấy. Rồi còn thằng này nữa này. Thằng này cũng bán nốt giải nghệ luôn. Đây. Rồi cái thằng này là cái nguồn nó gọi là cái nó gần như là cái biến tần rồi các bác ạ. Nó như cái biến tần hoặc là gọi là cái lên đổi nguồn đi. Rồi cái này thì nó là cái 24V. Đấy, nó hai cái dây rất là to này. 24V lên điện 220V 550W các bác nhá. Đây, cái dàn sò này. Đấy, hai công suất này, tụ tiếc ok hết này các bác này. Thằng này thì chắc là cũng bình thường đấy, cũng không phải là được ngon lắm đâu các bác nhá. Và thanh lý cho các bác luôn. Thì nguyên cái mặt này thì các bác thấy rồi, em đã bán 35.000 rồi. Nguyên cái mặt này đã 35.000 rồi, nhưng mà cái mặt này nó lại có dây. Đấy, thì các bác lại mua được thêm cái bo này nó bao sống cho các bác nhá. Đấy, các bác về cắm cái này thì cắm nồi cơm điện này. Cắm quạt nó không kêu lắm đâu các bác nhá. Quạt nó không kêu ù ù đâu. Nó kêu bình thường, nó không kêu ù đâu, cũng khá là ngon. Cắm được đèn này, tivi, tủ lạnh đồ các kiểu, nói chung là cũng ok, ổn định. Rồi, con này là 550W các bác nhá. Con này em bán cho các bác, thanh lý luôn cho các bác này. Bác nào lấy hôm nay nhanh tay nhá. 100.000 một con, em chỉ còn đâu có mười mấy con thôi. Bán hết các bác nhá. Đấy, giải nghệ cái này luôn. Rồi, đang mùa mất điện thì các bác mua đi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo đây thì em đang nói là bình ắc quy. Đấy, bình ắc quy này thì em đã đóng xong đây, em bán cho các bác này. Đấy, em đóng xong rồi em sẽ bán cho các bác như thế này. Thì đây là cái bình của Sega này, Dream này. Đấy, cái bình này thì nó là Sega Dream. Thì em không có dán keo vào đây đâu các bác nhá. Em sẽ không dán keo đây. Đợt trước em đã có dán keo. Nhưng mà sau này nó rất là cơ cực cho các bác luôn. Sau này á, thì các bác nếu mà nó hư cái lõi này á, thì các bác còn tận dụng được cái mạch. Tháo ra nó rất là cực. Nên là thôi em sẽ không gắn keo nữa. Và em sẽ làm một biện pháp mới. Đấy là lấy cái băng keo thủy tinh này. Em dán. Băng keo thủy tinh này nhá. Nó rất là khít các bác nhìn này. Nó rất là khít. Nó càng nóng nó càng khít lại. Đấy, nó càng nóng nó càng ok. Đấy. Nói chung là cái này nó chống cháy mà. Đấy, nó chống cháy nên các bác yên tâm. Đấy, băng keo thủy tinh nó chống cháy mà. Thằng này á thì là cái bình này DREM này, CAB này, Sega đồ này nọ, Celit Vision á. Thì bình này thì em cũng bán cho các bác giá đồng giá là đều là 550 một bình thôi nhá. 550.000 một bình. Và đây là đóng sẽ như thế này. Một cái mạch 4S 720A này. 8 cell Sony 26650. Và đây nhá, tất cả những cái em mà đóng nhá thì em sẽ đổ chì hết những cái này cho nó tiếp xúc cho nó tốt hơn. Nó đỡ bị đứt. Nó đứt mạch ra là cái này nó mỏng, nên là em sẽ đổ thêm tí chì cho nó dày lên cho nó tiếp xúc nó tốt hơn các bác nhá. Chứ không có gì là ghê gớm quá, không có gì thần thánh các bác nhá. Dây thì em chơi là dây 12. Dây 12 tháo máy các bác nhá. Dây AWG 12 tháo máy. Xong rồi em sẽ bấm cốt. Bấm cốt đầu các bác nhá, bấm cốt đầu và bắt vào đây. Đấy, sau đó là đóng vào. Gắn băng keo là xong. Thế cho nó dễ các bác ạ. Đấy, thì đóng thì chỉ như thế thôi các bác nhá, không có gì khó khăn cả. Dây ba lăng thì đây. Đó, thì đóng thì chỉ như thế này thôi. Cốt ở đây em cũng bấm cốt nhá. Ở đây em cũng bấm cốt này. Đấy, bấm cốt để cái đầu này nó tòe ra. Và em có là đổ cả chì vào đây nhá. Đây là các bác yên tâm khi mà đi xa hay nên này nó không bị nóng, nó bị mo ve. Các bác phải hiểu này. Nếu mà cái này nó bằng đồng thì mình có thể làm sơ sài hay là làm ấy được. Nhưng mà cái này khi mà đi lên xe á thì gặp trường hợp mà đi đêm hay là nó cái gì nó xúc ra một cái,
nó tắt đèn hay là các bác đang đi đèo có gì, đến lúc là phải tội đấy, là phải tội chết luôn. Nên là thôi cái này thì em sẽ làm là cực kỳ ngon lành cho các bác, nên là lấy của các bác 550 là các bác phải hiểu nè. Nhiều các bác làm sao là sao anh tính ra mua pin mua vỏ mạch nó tính ra gần này, nhưng mà sao chú đóng lên nó lại thành gần này, thì các bác yên tâm đi, đóng thì tiền nào nó của nấy thôi đấy. Đóng cái này thì các bác phải lưu ý giúp em ấy nhá. Rồi bán cho các bác là 500.000 nhá, à 550.000 em xin lỗi. Cái vỏ này là của xe Way Alpha này đấy, xe Way Alpha, Way nhỏ đồ này nọ đấy, là đóng cái này. Các bác cứ xe gì các bác cứ nói thì em lấy bình cho nó dễ có nhá, lấy vỏ cho nó dễ. Đóng xong thì em mới gói vào đây, là em gọi là em mở ra để demo thôi. Rồi tiếp theo là pin. Pin thì đây là pin iRobot. Pin iRobot thì em đóng em bán quá là nhiều rồi đấy. Đóng thì tất cả ở đây á sẽ từ cái những cái kia đến cái này em sẽ bảo hành cho các bác hết là 3 tháng đấy. Lỗi là đổi, lỗi là em đổi quả khác đến rồi các bác gửi quả kia về cho em, gửi đến rồi các bác mới gửi quay đầu lại nhá. Nên là các bác yên tâm, thằng này á là pin iRobot, thằng này chuyên dùng cho iRobot đầu 5, đầu 6, đầu 7, đầu 8 đấy, 5, 6, 7, 8 chạy được 1 tiếng rưỡi. Thì thằng này các bác chơi 5, 6, 7, 8 đều được, trừ 9 nhau nha, 9 là không nên chạy. Rồi thằng này em bán cho các bác giá là 450.000, 450.000 một quả và anh 3 tháng. Và thằng này là chạy cho các bác đầu 5, đầu 6, đầu 7, đầu 8, đầu 9 đấy, chạy được tất cả các đầu như thế. Đây là iRobot nhá, đây pin của iRobot nhá. Rồi thằng này giá là 550.000. Thằng này nó sẽ chạy được cho các bác là trên 2 tiếng. Trên 2 tiếng nhá. 1 tiếng rưỡi và trên 2 tiếng thì các bác lấy cái thằng nào lấy. Rồi, tiếp theo là cái bộ bộ này. Bộ này là bộ 46 chi tiết. Đấy, 46 chi tiết. À, đầy đủ luôn các bác nhá, có cần siết lực này, đồ năng nhằng nhằng này. Cái thằng này thì nó bị bể vỏ nên là em thanh lý được. Đấy, thanh lý là giá rất là rẻ thôi. Cái này nó là phân khúc tầm trung thôi, gia đình thôi các bác nhá, chứ không phải là xịn sò gì quá đâu các bác nhá. Đấy, giá nó rất là rẻ, 120.000 một bộ, bác nào lấy alo nhá, 120.000 một bộ thôi nhá. Đấy, giá là các bác dùng gia đình nó đầy đủ các chi tiết rồi, bác yên tâm. Có vít ba kê hoa thị đồ này nọ luôn, thì các bác cứ lấy về là dùng thôi. Rồi, tiếp theo là đây, nếu mà các bác mua cái sạc cái ắc quy này mà các bác về không dùng vào bình thì các bác có thể dùng việc khác, thì các bác có thể mua cái sạc bình này. Đấy, cái sạc này thì có thể nói nó là sạc 4S pin li FE phút phát. Đấy. Đấy. Cái này thì có thể nói như thế, còn không thì cái này thì nó sẽ là sạc bình 14V 6 này các bác này, 5AH. Cho các bác chơi nhá. Nó sẽ có hai cái đầu kẹp cá sấu như thế này và nó có chống ngược cực, các bác cắm ngược cực thoải mái nhá, có chống ngược cực nên các bác yên tâm. Điện 220V, 5AH có quạt nhá, có quạt tản nhiệt. Đấy, thằng này em bán cho các bác giá là 100 mấy nhỉ? 120.000 hay 225.000 gì đó các bác ạ. Giá thì bây giờ em không nhớ rõ thì các bác cứ alo em nhá, bởi vì em phải lên máy tính thì ấy. Hình như 125.000 đấy các bác ạ. 125.000 hay 120 gì đó. Cứ chốt cho các bác giá 120 nhá, chốt cho các bác giá 120. Thế cho nó dễ. Rồi. Nhiều hàng quá nó quên đấy các bác ạ. Với lại em đang cảm cúm nữa nè các bác thông cảm nhá. Rồi tiếp theo pin. Pin thì em có đóng cho các loại máy móc công cụ cầm tay như thế này. Thì pin này là pin 5A đóng bằng cell Sony VDC 5D, Sony VDC 5D các bác nhá. Dung lượng là 5200A, 5.2A. Bao ngon cho các bác luôn. Đấy, thằng này em sẽ bảo hành cho các bác. Đấy, lưu ý nha, bảo hành cho các bác 1 tháng. Là các bác. Đấy, cái này con này con bu lông chạy khá là ngon. Rồi cái quả pin này em sẽ bán cho các bác giá là 550.000, bảo hành cho các bác 1 tháng. Bảo hành ở đây là không phải là bảo hành là mang về để sửa các bác nhá. Bảo hành ở đây có nghĩa là các bác dùng giữ gìn hộ em một xíu này, dùng thì các bác giữ gìn hộ em một xíu trong vòng 1 tháng, nếu lỗi em đổi quả mới, chứ không có ở đây là không có sửa chữa các bác nhá. Đấy, lỗi em đổi quả mới về em làm gì kệ em. Đấy, em sẽ về thì nếu mà nó có lỗi thì em sẽ kiểm tra lỗi cho các bác. Đấy, đây em sẽ tặng cho các bác một cái sạc như thế này, tặng sạc không nhá. Đấy, tặng sạc, tặng thêm cho các bác một con sạc như thế này, giá là 550.000 các bác nhá, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, bảo hành cho các bác 1 tháng các bác nhé. Rồi còn đây thì cái quả pin này là quả pin đóng mạch sạc zin.
Mạch sạc nhận zin nha các bác nhá. Mạch sạc nhận zin 5Ah cực kỳ đẹp luôn, như zin luôn các bác nhá. Đấy, như zin luôn. Thằng này á thì em sẽ bán cho các bác này. Lưu ý nhá, cái thằng này của em này sẽ xài được cả sạc này và cả sạc zin các bác nhá. Sạc này sạc zin đều xài được. Thì em sẽ bán cho các bác cái quả này, này. Giá là 700.000 nhá. Đấy, 700.000 các bác nhá, và không được tặng sạc. Quả này là sạc zin này. Đấy, quả này nhận sạc zin các bác nhá. Cho các bác xài máy zin hay cái gì các bác thích nhận sạc zin thì các bác đây, nhà bác có sạc zin rồi thì các bác mua quả này là 700.000. Đấy, các bác hỏi em có đóng không? Em có đóng luôn. Rồi, tiếp theo, mà quả này là quả 8A. Quả này là quả 8A các bác nhá. Đấy, quả 8A. Đấy, quả này quả 8A. Thì cái quả này á thì em bán cho các bác giá là 450.000 và sẽ được tặng cho các bác thêm một cái sạc này. Tặng cho các bác thêm một cái sạc đó nhá. 450.000 tặng thêm một cái sạc. Thì thằng này em bán cho các bác này, sạc này em vừa mới lấy đây nha, đát 2024 này các bác này. Đấy, thằng này thì em sẽ bán cho các bác giá là 450.000 tặng một sạc đóng bằng cell Lisen nha các bác nhá. Thằng này dung lượng chuẩn thực tế của nó là 7200 các bác nhá, 7200. Dung lượng 7.2 ampe mà chỉ có 450.000 thôi. Mà tặng thêm cái sạc này nữa thì các bác quá ok, nó bảo hành cho các bác 1 tháng. Lỗi nào mang về đây là em sẽ trả cho các bác cục mới. Hãy lưu ý lỗi là em sẽ trả cho các bác cục mới. Thằng này ngon lắm các bác. Nói chung là ok. Ok trong tầm giá các bác nhá. Chạy quạt, chạy đèn, chạy bu lông đồ này nọ rất là ok. Và tiếp theo. Tiếp theo là con này là cell VX40 siêu xả các bác nhá, cho các bác làm khoan rút lõi. Lưu ý nhá, tất cả các pin của em đây xài máy khoan máy mài máy cắt được hết nhá, không có ngắt, không có ngắt mạch nào hết nhá. Xài cái gì cũng được, máy khoan máy mài máy cắt bu lông thì các bác chơi cái gì cũng được nhá. Rồi cái thằng này là pin Sony VX40 các bác nhá, Sony VX40. Thì thằng này hiện tại em đang bán cho các bác giá là 800.000 một quả, sẽ tặng cho các bác một cái sạc này và kèm theo cái bảo hành là 1 tháng lỗi đổi một nhá. Lỗi là đổi. Đấy, không nói nhiều. Không phải lăn tăn gì hết cả. Các bác nào mua của em thì biết rồi. Đổi 1 là 1, 2 là 2. Pin này thì quả này thì siêu xả rồi. Dùng cho các bác khoan mài cắt rút lõi, công trình các bác chơi các kiểu là điểu luôn. Thằng này 800.000. Đấy, pin Sony VX40 các bác nhá. Đấy, vỏ mạch đẹp như thế này. Đấy. Và tặng cho các bác một cái sạc như thế này. Tặng cho các bác một cái sạc như thế này. Đấy, Việt Nam nói là làm các bác nhé. Tặng là tặng. Đấy. Rồi, tiếp theo thì hết cái này nhá. Rồi, hết cái này thì em sẽ lên cho các bác đây. Cái cây mưu này. Bu lông góc. Đấy, bu lông góc 1/4 các bác nhá. Con này là 1/4. Và những cái đầu chi tiết ở đây này, em sẽ lưu ý nhá, đầu chi tiết đây là 3/4. Con này là 1/4 thì phải. À 3/8, em xin lỗi, con này 3/8. 3/8. Cái này nó là bao nhiêu đây? Bu lông góc này nó là bao nhiêu? À cái 1/4 này. Cái này 1/4 còn cái này là 3/8. Cái này 3/8 các bác nhá. Rồi. Rồi cái thằng này em sẽ bán cho các bác giá là cái thân máy như thế này, chưa có pin nhá các bác nhá. Tôi em chỉ bán thân máy, chưa có pin. Thân máy như thế này, full chức năng, giá là 300.000 và máy 350.000, em sẽ đang thanh lý là 350.000. Và thân máy là thân máy có chỗ than của hãng Milwaukee, full chức năng nhá. Em bán lỗ mỗi một cây này em lỗ 150.000 các bác nhá. Đấy, em lấy vào 500.000 một cây đi các bác tin không? Nó đẹp như thế này các bác nhá. Đấy, bác nào thích sưu tầm lấy về nhá. Quá rẻ rồi. Rẻ như mấy tạp bộ. Rồi tiếp theo là vít tàu 16V8 3 chức năng. Thằng này thì pin bọng em sẽ bán đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có muốn mua thân máy thì mua thân máy nhá. Test nhiều rồi đấy, là không có cắm pin mà nữa các bác ạ. Rồi cái thằng này em bán cho các bác giá là 380.000 một thân. Một thân máy nhá. Vít không chỗ than 16V8. Rồi. Tiếp theo, thân máy. Đấy, thân máy không chỗ than 3 chức năng. Đầu kẹp 10 ly các bác nhá. Đầu kẹp 10 ly này. Đầu kẹp này 10 ly các bác nhá. Có khóa nha các bác nhá. 10 ly là có khóa lắp này. Cạch. Đấy. Rồi, thằng này á thì em sẽ bán cho các bác giá là mạnh lắm các bác nhá. Đây là số 2 này. Này các bác nhìn nha. Khi mà dừng đột xuất nha, khi mà dừng đột xuất nó sẽ cục 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 cục. Đấy, nó sẽ cục các bác nhá. Nó sẽ, đây là cái hiện tượng là nó đứng cái thắng từ. Đấy, cái thắng từ nó đứng ở trong đây. Đấy. Lưu ý nhá, chứ không có phải hư cái gì đâu các bác. Nghe kêu thắng lại nó cộc 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 cộc. Không có đâu các bác nhá. Và đấy là thắng,
kể cả máy zin máy gì nó cũng thế đâu, thắng cả lại. Và cái tua con này nó rất là nhanh, nó không giống như cái mấy cái thằng mà các bác mua Hukan hay này nọ kia đâu, tua nó chậm hơn. Các bác yên tâm là nó sẽ không có hệ dây gây cái hiện đứng cực như thế nhá. Đấy, nó đứng tức thời mà. Đó, con này tua cực kỳ cao luôn. Rồi, con này em bán cho các bác này. Thân máy, 3 chức năng, 4 chức năng nhé, có chức năng thêm cả đóng này. Rồi, con này em bán cho các bác giá là 350.000 một thân. Nó quá rẻ rồi các bác ạ. Đấy, quá rẻ luôn rồi. Rồi, tiếp theo là cái thân máy y thế. Nhưng mà con này nó là đầu kẹp 13 ly. Đầu kẹp 13 ly các bác nhé. Rồi, con này bán cho các bác này. Giá là 380.000 một thân máy các bác nhé. 380.000 một thân máy. Tất cả máy ở đây là máy không chủ than. Máy này là xài chân phổ thông M21 các bác nhé. Tất cả những quả pin M21 các bác đang có máy rồi thì các bác có thể mua về để thêm. Tất cả máy đây, máy rông tre nhà em đặt riêng nhé. Rồi, tiếp theo là con bu lông 2 chức năng, có lỗ này và ở ngoài này. Thì con này là con rông tre các bác nhé. Con này lực ship của nó là 350 N. Bao các bác chiến đồ bao trên xe máy là chơi hết, ra hết các bác nha. Ok hết đấy. Rồi, con này 350 N, có cả chức năng đóng này. Con này bán cho các bác giá là cũng là 350.000 các bác nhá. Bu lông này. Hai chức năng là có cái lỗ ở giữa này, các bác bao phê luôn nhá. Rồi. Rồi, tiếp theo là đến chuyên vít. Chuyên vít TD Makita 173. Makita TD 173 nhá, chuyên vít. Thằng này là nhái nhá các bác nhá. Lưu ý ở đây này em bán hàng tàu á, hàng đều á. Chứ còn không phải là hàng xịn đâu nhá. Ở đây là nói đều, đều ở đây là có nghĩa là hàng nhái ấy, chứ không phải là dùng nó đều đâu các bác ạ. Nó tương đối với cái số tiền mình bỏ ra nhá, chứ không có phải là nó đều đều vớ vẩn như những cái con mà các bác mua ngày xưa như Voto đồ này nọ, nó chả lắm. Mấy con đấy không dùng đâu. Mấy cái hàng này em đặt riêng này. Nói chung là các bác mua hàng của nhà em, lỗi cái gì ới em đều có sửa đồ sửa chữa hết cho các bác. Lưu ý như thế. Và những cây máy như thế này là thì nó so với máy zin và cái phục vụ công việc của mình, nó sẽ được tầm khoảng một, chẳng hạn như con 19-10 đấy, 19-10 các bác nhá. Đấy, phục vụ chung công việc của mình rất là tốt. Gia đình riết thì hay là các bác đi chuyên làm máy, bán máy tôn, thay vì các bác bỏ ra mua con TD 173 4.3 triệu, các bác mua 10 con này cho em, phát cho mỗi lính một cây, nó bắn một phát một ngày gần xong luôn. Đấy, các bác có phải thấy sướng không? Các bác có thể mua kết hợp với quả pin này 450 nó dễ, hoặc quả pin 550 này tùy các bác nhá, hoặc quả pin 800 này, kết hợp tùy. Con này là 450.000 một thân. Con này nó có màu xanh, màu đen, màu tím này các bác nhá, màu xanh, màu đen, màu tím, em còn màu xanh, màu đen, màu tím nữa nhá. Rồi, có màu ô liu nữa các bác ạ, giá 450.000 một thân. Tiếp theo là con bu lông nặng trịch này, con này là 700 N các bác nhá. Con này con 700 N, con này bao phê luôn, bắn cho các bác, bắn ra ốc ô tô luôn, ra ốc bánh ô tô nha, ốc 21 ấy. Đấy, bao ra cho các bác luôn, bao phê luôn các bác nhá. Thân máy nó nặng 2 ký thì hơi quá, 1 ký 95 thôi. Rồi, thằng này có giá là thân máy giá 650.000 các bác nhá. Thân máy giá 650.000. Các bác lấy máy pin sạc thì cứ alo em nhá, lấy loại nào thì lấy. Rồi, tiếp theo thằng này thân máy không chỗ than bơm. Thằng này thì cực kỳ ngon luôn nhá. Em vừa mới lấy ra bơm xe em này. Ok luôn nha các bác nhá. Thì thằng này là thân máy không chỗ than bơm này, 21V, có tự ngắt các bác nhá. Các bác cải nhá, tự ngắt các bác phải cải nhá, lưu ý nhá. Giá thằng này là 500.000 cái thân máy. Và các bác hỏi là của hãng nào, của thằng nào, của tàu không nhá, của tàu. Thằng này không chủ than các bác ạ, giá 500.000 một thân. Bác nào lấy alo nhá, lắp chân pin phổ thông này thôi, 18-21 là chơi được hết các bác nhá. Các bác hỏi là 18 có lắp được không, thì cái xin thưa với các bác là 18 này với lại 21 này nó là một các bác nhá. Lưu ý giúp em nó là một. Đấy, chạy rất là ok, 500.000 một thân. Rồi, bác nào có nhu cầu mua pin, mua máy thì cứ alo số điện thoại em nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh ủng hộ ạ. Em chào các bác ạ.